Chán trộm với em rồi. Đi chơi với chợ ảnh. Mất rồi. Nó sạp xuống. À, nâng nó bó. Tiêu tụ mà giữa cái tiêu tụ. Cái tiêu tụ, chắc là cái hạt cái đàn tụ, chẳng khơi nhạt. Ừ. Nên là chúng ta sẽ làm đồng nghiệp anh kia rồi. Mời cho bạn em bấm lên. Đào tiền đi chạp bán như cái này qua chứ. Bên kia đi chạp thì đào bánh bò Việt Nam như thế này á.